Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review máy của Tùng Dâu. Hôm nay thì Tùng Dâu sẽ review giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái máy siết mở bu lông của hãng Daewoo. Đây là cái chiếc máy siết mở bu lông 18V của hãng Daewoo. Nó có cái ký hiệu là DCF894N. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp review sản phẩm nha. Đây là chiếc hộp đựng cái body máy siết mở bu lông Daewoo 18V DCF894N. Xin lưu ý với quý vị và các bạn là trong cái hộp này của chúng ta chỉ có cái body máy thôi nhá, không có pin. Và đây là cái body máy. Đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và tiếp theo đây là cái để cài thắt lưng hoặc là cài trên giá. Đây là một cái máy siết mở bu lông 18V, động cơ không chổi than. Về cái thông số kỹ thuật của máy thì máy có cái ký hiệu là DCF894. Về cái lực đập của búa là 3100 IBM. Cái số vòng tua không tải của máy là từ 900 cho đến 2000 vòng trên phút. Và cái lực moment xoắn của cái máy này thì nó lên tới 447 N/m. Ở đây chúng ta sẽ có nút cò này, đảo chiều này. Ở phía dưới đây thì sẽ có một cái đèn LED. Và đây là ba cái cấp số. 1, 2, 3. Thì tương ứng với ba cấp số này thì cái cấp số nhỏ nhất là nó sẽ có vòng tua không tải là 900. Cấp số 2 và số 3 thì nó đều có cái vòng tua là 2000 vòng trên phút. Cái máy siết mở bu lông này thì nó sử dụng cái đầu 1/2 tương đương với 13 mm. Tôi sẽ mượn tạm một cái cục pin 20V gắn để thử máy cho quý vị và các bạn xem. Đây là lớp số nhỏ nhất này. Số thứ hai. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái mức độ, cái độ sáng của cái đèn LED ở trên máy này. Rất là sáng. Cái này nó giúp cho chúng ta làm trong cái môi trường mà nó thiếu ánh sáng thì chúng ta sẽ dễ dàng thuận tiện hơn. Cái đèn này thì khi chúng ta chạy máy thì nó sáng, nhưng mà để một lúc sau thì là tự động nó sẽ tắt. Về cái xuất xứ của cái máy này thì nó có xuất xứ từ Trung Quốc. Thì cái máy của hãng Daewoo xuất xứ từ Trung Quốc, nó giống như là cái iPhone được sản xuất từ Trung Quốc thôi, chứ nó khác hẳn so với cái gọi là máy Daewoo của Trung Quốc. Nhiều người đã nhầm lẫn với cái chuyện là máy Daewoo Trung Quốc và máy Daewoo xuất xứ từ Trung Quốc. Thì cái này khi chúng ta mua sản phẩm mà để sử dụng thì chúng ta cũng nên tìm hiểu cho nó kỹ, tránh mua phải cái hàng giả, hàng nhái. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi Tùng Dâu review một cái máy siết mở bu lông Daewoo 18V, động cơ không chổi than. Tùng Dâu xin dừng cái video ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye.